Mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Nhà đất Sài Thành, kênh YouTube chuyên review bất động sản chính chủ tại thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay Vũ Hồng sẽ giới thiệu đến quý cô chú anh chị và các bạn một căn nhà ở mặt tiền ha. Căn nhà này nằm ở quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà này nè cô chú anh chị, một trệt một lầu ha. Nhà mặt tiền, chủ nhà đang kêu bán với mức giá là 2 tỷ 580 triệu. Giá này còn thương lượng trực tiếp chính chủ nha. Nhà có giấy chủ quyền Hồng luôn ha, nhà gốc hai mặt tiền thuận tiện buôn bán kinh doanh. Cái hướng này nè, hướng này ra ngoài đó là ngã ba đường Lưu Phước với đường Rạch Cát. Bên đó là nhà thờ Bình Thuận á, bên đây có phà Rạch Cát, bên đây phà Hội Đồng để đi qua bên xóm đạo Phạm Thế Hiển. Đó, từ đây lại tới ngã ba lại tới đây là khoảng chừng chưa đầy 50 mét nha cô chú anh chị. Và cái hướng này nè, hướng này là sẽ di chuyển về cầu Rạch Cát nè, cầu Rạch Cát còn gọi là cầu Nhà Thương á, đi qua quận 6 á cô chú anh chị. Bây giờ Vũ Hồng sẽ vô đây để cho cô chú anh chị bạn xem nhà nha. Căn nhà mình nằm ở vị trí góc hai mặt tiền đường nha. Nhà nằm ở vị trí góc hai mặt tiền. Căn này bên đây là có một cái hẻm bên hông nè. Còn nhà mình trước mặt là có vỉa hè rồi, đầy đủ hết rồi nha. Hiện tại thì nền nhà cao hơn mặt đường là khoảng chừng 4 tấc. Vỉa hè cao hơn khoảng 2 tấc. Nhà thì địa chỉ là 2K đường Rạch Cát, phường 15, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh ha. Nhà mình thì ở trên là có mái ngói giật phía trước, có ban công, có cửa sổ bên hông. Và ở phía trước này là có lợp mái ra bằng ngói nha cô chú anh chị. Và nhà thì mới làm luôn, mới nguyên căn luôn ha. Chủ nhà tặng cho mình một cái bộ salon, nguyên tủ bếp trên bếp dưới, tivi với máy giặt luôn ha. Cửa nhà mình ở đây nè, cửa nhà mình đó là chủ nhà sử dụng bằng cửa sắt và kính cường lực mờ ha. Ở ngoài là được ốp tường cao lên từ dưới lên trên luôn nè. Hả? Ốp từ dưới lên trên. Về tương lai là mấy cái cột điện này sẽ âm xuống hết luôn cô chú anh chị. Âm xuống hết luôn. Hiện tại thì là nhà mình vẫn cái đang cao hơn mặt hẻm nè. Là khoảng, để coi tính ra khoảng 3 tấc ha. Nhà điện chính nước chính có giấy chủ quyền Hồng mua bán ký công chứng sang tên. Nhà mình thì ở đây là thuộc phường 15 quận 8. Mình có thể đi cái cầu Rạch Cát để mình đi qua bên phía, đi về phía quận 6 thành phố Hồ Chí Minh ha. Rồi tương lai thì mình sẽ đi qua cầu Bình Tiên, qua cầu Bình Tiên để mình về phía ngay chỗ Bùng Binh Cây Gõ. Còn ở đây thì mình di chuyển qua bên chợ Đầu Mối Bình Điền, qua bên xóm đạo Phạm Thế Hiển rất gần ha. Bây giờ mời cô chú chị bạn vô trong để mình xem nhà nha. Đây, nhà này nhà mới luôn ha. Đó, chủ ốp giấy dán tường từ dưới lên trên nè. Giấy này là giấy dán tường Hàn Quốc 3D nha. Đó, cái bộ sofa này nè chủ nhà tặng lại cho mình luôn. Bộ sofa ghế này chủ nhà tặng luôn. Cái tivi này chủ nhà cũng tặng luôn cho mình luôn nha. Cái tivi này chủ nhà cũng tặng luôn. Kể cả cái máy giặt lồng ngang Electrolux kia nữa cô chú anh chị. Hả? Thấy không? Nhưng mà đứng ra xa thì không sao. Rồi, tủ bếp thì có tủ bếp dưới, tủ bếp trên. Bên đây là chủ nhà làm rất đẹp ha. Này là chủ nhà đặt in luôn nha cô chú anh chị, đặt in theo khung luôn á nên nó rất là đẹp. Đứng xa xa ngoài. Ở bên trong đây á là có một cái tủ, tủ này để trưng rượu nè, rượu này chặn là tặng lại cho mình luôn. Hả? À, tặng hết lại cho mình ha. Tủ bếp trên, tủ bếp dưới, cái đây là inox mạ đồng, mạ vàng. Tủ bếp trên, tủ bếp dưới đầy đủ hết ha. Mặt bếp bằng đá hoa cương. Và ở đây có những cái hộc để chứa đồ rất là nhiều nè. Nhà này thì thích hợp cho cô chú anh chị bạn làm tiệm nail, tiệm tóc. Tại nhà mặt tiền đường mà. Chiều ngang nó lên 3 mét, hơn 3 mét á. Và chiều sâu vào á là 8 mét nha. Diện tích đất là gần 25 mét. Bên trong đây là mặt kính cường lực mờ nè. Kính cường lực nè ha, bằng kính cường lực màu nè. Và máy giặt này là tủ chủ nhà tặng cho mình luôn nha. Cái máy giặt này là chủ nhà tặng lên cho mình luôn nha. Máy giặt này mới luôn, chưa xài luôn nè, mới luôn á. Là để sẵn đây cho cô chú chị bạn thấy là à, đây là không gian này để như thế này là hợp lý ha. Mình nhìn nè, trần giật hợp thạch cao. Đó, giật hợp thạch cao, có hắt đèn màu nè, thấy không? Ở đây để có hắt đèn màu nè. Còn cái quạt này á, cái quạt này là mở được nè, để cho Hồng mở cho cô chú chị bạn xem ha. Đó, đèn này ha, chỉnh nè ha. Đó, chỉnh mờ sáng nè ha, thấy không? Nè, nhìn đèn ở trên nè. Ngủ rồi. Nè. Đó, quạt nè, đây là cái quạt luôn nha. Thấy không quạt? Thấy không, con thấy quạt này không? Thấy không? Xích xa xa chứ cho người ta nhìn thấy cái quạt này đang quay nè. Đèn này là đổi màu được nè. Đó, đèn này đổi được nè, nó đổi nè ha. Đó, màu sáng đổi nè ha. Đây nó hết luôn ha. Cấp độ gió nè ha, mát rượi luôn, xoay đầy đủ hết nha.
là bộ salon này chủ nhà tặng lên cho mình luôn ha, và kể cả những cái gì có này TV mới luôn nha, TV cũ nha, TV mới bông. Cậu hai lên trên lầu nè, mình có thể làm tiệm nail, tiệm tóc hoặc là đủ gì cũng được. Nhà này là xin nhắc lại là có giấy chủ quyền hồng nha cô chú anh chị, nhà có giấy chủ quyền hồng, có hoàng công luôn, nhà một trệt với một lầu ha. Đó, mình nhìn nguyên cái gian bếp rộng không, đã không à, nhìn lại bên đây nè, bên đây chủ nhà trang trí bức tường rất là đẹp luôn ha. Hả, nhìn nè, đèn này là mấy cái đèn này là đèn nhiều chế độ nha, thì Hồng mở cho xem nè. Đây có tới 6 công tắc lận để mình mở ha. Còn đèn này là đèn cầu thang hai chiều, đi lên đi xuống, tắt mở ở dưới lên trên xuống dưới nha. Ở đây á, là chủ dán giấy dán tường, nhưng mà đặc biệt ở dưới chân tường này nè cô chú anh chị, ở dưới chân tường này nè, chủ nhà có làm cái ốp gạch lên cao khoảng tấc để khi mà mình lấy cái cây rau đã chùi mình đẩy vô bức tường nó không có bị dơ đó. Rồi đây đồng hồ nước nằm ở đây nha cô chú anh chị, đồng hồ nước của nhà mình nằm ở đây nè, đó đồng hồ nước nè, TV điện nè. Mời cô chú chị bạn đi lên lầu ha, để tham quan đi lên lầu nha, mình cùng đi lên trên lầu để mình tham quan trên lầu ha. Khoa bấm dừng này được đó. Dừng đó nè, chứ phải tắt nè. Tắt luôn. Ở đây có một bức tranh cá coi nha, cũng bằng 3D luôn nha. Và đây là không gian vệ sinh của nhà mình nè. Đây là không gian vệ sinh của nhà mình nè. Đây là cửa, đây là cửa nhôm kim pha chính cường lực loại 1 nha cô chú chị. Bồn cầu loại liền khối nha, rồi sâu lồng nha. Đó. Còn đây là bồn sen. Bên kia là có cái lỗ để mình lên mình bảo trì hệ thống nước bên trên. Bồn sen ha, gắn sẵn chừa sẵn dây điện cho mình để mình đi máy nước nóng nè. Bồn cầu loại liền khối. Ha. Ở. Nhìn khá đẹp ha. Và ở đây thì có khoảng chờ trống trống nè, để mình làm cái gì đó, làm để tủ hay để gì đó mình để. Đây có một cái phòng. Nhà mình một phòng lớn ở bên trên nha. Đó, nhà mình thì có cửa phía trước nè, màn rèm, màn hai lớp luôn nha. Đó, màn hai lớp ha. Đây bật lên nè. Đó, cửa ngoài ban công nè ha. Và đây là có một bức tranh hôm nay, ở đây là chưa sẵn để mình gắn cái quạt hoặc là cái đèn ngủ hoặc cái đèn dội xuống bức tranh cũng được. Bên hông nè, bên hông là có hẻm bên hông, nên nhà mình có mở cái cửa bên hông nè ha. Đây cô chú chị bạn nhìn ra ngoài này nè, thấy không, đứng đó nhìn ra đây nè, thấy ngoài cao hơn kia không đó. Và đây là phía trước nè, cái cửa này mở ra phía trước nhà mình nè cô chú chị, đây là mở ra phía trước nhà mình nè ha. Đây ra đây cho xem mọi người xem cái đường nè, đó phía trước nhà mình đây ha. Cái hướng này nè cô chú chị, hướng này là mình sẽ đi về hướng bên đường Lưu Hữu Phước ha, bên đó là xóm đạo Phạm Thế Hiển nha. Và cái hướng này là qua trường trung học lương thực thực phẩm. Đây đường mình có vỉa hè đồ đầy đủ hết rồi nha. Mà phía trước mình là mái ngói nè ha, đây là mái ngói nha. Và mình đi theo cái lối này đi thẳng theo xe ô tô đó, đi thẳng qua là cầu Rạch Cát, mình đi ra phía quận 6 nha cô chú anh chị. Ngay đây là chợ Rạch Cát sát bên luôn ha. Đó, mình nhìn đường có vạch kẻ hết rồi nha, được bàn giao cho quận quản lý đầy đủ hết rồi ha. Đó, mình nhìn nhà nè, xung quanh nè ha. Ok ha, tất cả mọi thứ ở đây là mình lấn ra thêm được khoảng 7 tấc ha. Và đây cô chú chị bạn nhìn lại không gian, toàn bộ không gian ở trên lầu của nhà mình nha. Toàn bộ không gian ở lầu của nhà mình nha. Vũ Hồng xin nhắc lại thông tin của căn nhà này. Nhà mình đó là một trệt với một lầu. Lầu này là một giả chắc chắn nha. Cửa sổ là chúng ta sử dụng là màn hai lớp nha, lớp mỏng với một lớp dày. Và bên trên đây là có dán giấy dán tường đầy đủ hết. Ở chân tường thì cũng có ốp gạch để cho mình lau chùi nó không bị bẩn. Và đây có cửa sổ mình mở bên hông cho nó thoáng nhà. Và căn nhà này thì chủ đang kêu bán mức giá là 2 tỷ 580 triệu ha, 2 tỷ 580 triệu nha. Giá này còn thương lượng trực tiếp chính chủ. Nếu cô chú chị bạn thấy ưng ý thì cứ đi xem, xong sau đó Vũ Hồng sẽ sắp xếp gặp trực tiếp chủ nhà để mình thương lượng thêm về giá cả. Và nếu đây là lần đầu tiên mình xem kênh thì mình giúp Vũ Hồng đăng ký kênh nha. Còn nếu đã nhiều lần xem rồi thì hãy chia sẻ video này cho bạn bè, người thân của mình, những người đang có nhu cầu tìm mua bất động sản để giúp họ mua được nhà và giúp chủ nhà bán được nhà ha. Xin nhắc lại căn nhà mình địa chỉ 2K đường Rạch Cát,
phường 15, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, nhà mặt tiền đường ngang 3m và chiều dài là 8m. Và nhà thì chủ nhà tặng là mình bộ salon, nguyên bộ tủ bếp trên bếp dưới, tủ trưng rượu và một tivi, một máy giặt. Và giá cả là 2.580.000.000, còn thương lượng nha. Cô chú anh chị bạn nào quan tâm thì liên lạc Vũ Hồng qua số điện thoại 0933 797979, kênh YouTube Nhà Đất Sài Thành nha. Nếu có nhà chính chủ cần gửi bán ở tại thành phố Hồ Chí Minh, vui lòng liên lạc Vũ Hồng qua số điện thoại 0933 787878. Vũ Hồng sẽ tới review để đăng lên YouTube bán nhanh cho cô chú anh chị. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video lần sau.